Xin chào các bác. Vâng, thì cái con máy chơi game Q90 Palkini hôm trước ấy, của em mà em mở hộp ấy, thì em cũng định làm một cái video để em review và giới thiệu chơi về cái máy đấy cho các bác. Nhưng mà thực ra là em chốt tặng một cậu em mất rồi. Em tặng cậu em mà cậu xem YouTube của em là cậu ấy hỗ trợ em nhiệt tình, thì em sẽ tặng cho cậu ấy cái máy mất rồi. Và tặng xong thì em thấy cũng kham bí, không có gì để chơi. Thì em có lên trên Shopee và em thấy cái này nó rẻ quá, em đặt vào luôn các bác nhá. Cũng là một chiếc máy chơi game và tích hợp 530 trò. Thì cái sản phẩm này ở trên Shopee nó quảng cáo ấy là nó có thể chơi được game GBA, GBC. Mà em thì em thực ra em chơi cái máy hôm trước, cái máy Q90 thì em chỉ chơi game đấy thôi. Cái máy đấy chơi game PS1 nó giật lắm, nó giật không chơi được. Không chơi game PS1 và em chỉ cứ chơi GBA này, GBC này, GB này, Neo rồi PS rồi NES, rồi NS. Đấy thì cái máy này là nó cũng chơi được những cái game đấy. Mà giá của chiếc máy này chỉ có 324.900 thôi nhé. Đó, chỉ có 324.900 thôi này. Đó, và em mua trên Shopee đây. Đó, thì hôm nay em thử bóc hộp xem là nó có ok hay không. Đó, sau đó thì em mở ra xem cấu tạo nó như nào. Như cái máy Q90 kia thực sự là rất là xứng đáng ấy. Cái máy này chỉ có một cái nhược điểm là loa nó quá to. Sau đấy lúc mà mình đi ngủ, mình nằm một chỗ mình chơi thì ảnh hưởng đến người nằm bên cạnh. Đó, như cái máy này thì không biết là thế nào. Bây giờ em sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Đây thì cái sản phẩm này em mua ở Shopee Trung Quốc. Đó, đóng gói thì tương tự như thế này thôi. Hộp rất là to ở đây. Đây các bạn này. Đó, các bạn này nhìn không? Giá là 329.000 nhá. Đây. Cái hộp rất là hoành tráng. Đây sản phẩm này thì không biết là nó có chạy một cái hệ là nhúng nạp được ROM khác hay không, hoặc là phía khác không thì em không biết. Đó, nhưng mà em thử thấy nó chơi được nhiều game. Các bạn nhìn thấy không? Tên là Q8. Có nghĩa là Q90 này là Q8 mà không biết là của hãng nào. Đó, các bạn nhìn thấy dòng tiếng Anh là tiếng Trung Quốc ở đây. Nhìn sang bên này thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ chơi được rất là nhiều game ở dạng 16 bit. Đấy, ví dụ như là 8 bit thì con S này, hay là Mame này, MD này, đó, sang lên GBA này, Super NES này, đó, các bạn nhìn nhá, màn hình của nó là 2.8 inch. Mình có thể hỗ trợ chơi được 2 người, có thể xuất được màn hình lên TV. Cũng tương tự như một số máy NES rẻ tiền thôi, nhưng mà bây giờ thêm chức năng là chơi được cả những game Mame, MD, GBA, NES. Cũng tương tự như là một chiếc máy retro. Cũng rất là tuyệt vời đúng không? Đó, hộp đơn giản như vậy thôi. Sản xuất ở Trung Quốc và không có mã vạch ở đây. Đây là một sản phẩm của thẩm quyến, không thương hiệu. Đây các bạn nhá. Em mua cái màu xanh. Đó, bao nhiêu rất là đẹp này. Trông rất là đẹp luôn. Đó, phụ kiện kèm theo thì có một cái giáp chuyển AV lên trên TV hay là cắm vào loa. Đó. Một cái cổng sạc thì cổng này là cổng micro SD đấy nhá. Micro USB em nhỉ, micro USB nhá, cổng sạc micro USB. À, màu xanh rất là dụng bằng tiếng Tàu. Đây nó không có tiếng Anh. À, các nhìn này, màu xanh rất là dụng bằng tiếng Tàu. Đó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và đây là máy. Đó, màn hình rộng này. Tên ở trên kính nó sẽ ghi là XICQ8. Đó các nhìn nhá. Thì ở mặt đằng trước nó có một cái phím điều khiển dạng tròn như thế này. Cũng khá là thú vị nhưng mà em không thích cái này cho lắm. Đó, và ba cái phím, 6 phím chức năng. Nó giống như tay cầm của chiếc máy chơi game Sega. Nó giống tay cầm của chiếc máy chơi game Sega luôn. Có 6 nút này. Đó, bên này thì có nút chỉnh âm lượng chắc to nhỏ. Và nút Start Select này. Bên này thì có nút chỉnh nguồn này, nút bật nguồn này. Đó, em bật đây thử nha. Đấy, à đây có một cái thẻ nhớ này. À, một cái thẻ nhớ em tắt đi cho bạn lại sau. Để xem là thẻ nhớ bao nhiêu bi. Theo một thẻ nhớ 512MB là các bác nhá. 512MB thôi. À, lâu lắm mà nhìn thẻ nhớ 512MB. Không biết được bao nhiêu game. Thế quảng cáo là tích hợp hơn 500 trò. Ok. Đó, chỉ có như vậy thôi. À đây, chân sạc nó nằm ở dưới này. Chân micro USB ở dưới này này. Và chân 305 ở bên này. Đây, chân này thì kết nối được với TV nhá. À, pin sử dụng một pin cơ bản. Bây giờ 5C. Đó, pin 5C với dung lượng là 1020mAh. Đây thực tế chắc chỉ khoảng 800 thôi. À, thế quảng cáo là chơi được 4 tiếng liên tục. Không biết là như nào, em mở ra xem nào nhá. Em mở ra xem thì em tháo ra xem trong cấu tạo của nó sẽ có được ok lắm hay không. Nhưng cầm vỏ chắc chắn lắm. Cầm vỏ nó chắc chắn được, em rất thích cái màu này. Màu rất là đẹp. Cầm rất là chắc chắn. Đó, các bạn nhìn nhá, khởi động này. Đây, lên thì hoàn toàn là đứng đầu thôi. Đây là một cái máy tích hợp giống như máy MP5 thôi. Chứ không phải là chạy ROM, chạy firmware giống như chiếc máy Q90 hôm trước. Đây, có ngôn ngữ đây. Chỉ có tiếng Anh thôi. Đó, sau GBA có cái gì không nào?
bằng tiền một chiếc máy chơi game mà mấy trăm trò trong một chơi được game nét thôi ấy. Chỉ bằng tiền chiếc máy đấy thôi. À, đây có game của ba, một số trò toàn chúng ta ở tiếp về em sẽ copy game tiếng Anh vào. Chưa toàn tiếng Trung Quốc này phải chịu. Là game tiếng Trung Quốc thôi. Đúng rồi, chơi được game G3 rồi. Đây có G3 này. Con trai. À, không có nút RL để chơi game GBA thì chắc là ấn những cái nút này chẳng hạn. Em nghĩ là vậy. Thực ra là GBA nó chỉ có hai nút chức năng thôi. Còn RL là thêm hai nút nữa thì chắc là ấn những cái nút xung quanh đây. Ok, màn hình hiển thị rất là đẹp. Bây giờ em thử mở ra bên trong như nào nhé. Tháo pin này. Một cái tổ pin. Sau đó em sẽ lắp một cái thẻ nhớ 8GB hoặc là 4GB cho em cóp rất là nhiều game GBA tiếng Anh để em chơi. Có những cái máy này để mình trở lại tuổi thơ thôi. Chứ thực ra là bây giờ chơi game trên điện thoại thì hay rất là nhiều. Nhưng mà có một số game mà ví dụ như là Pokemon mà ngày xưa anh em mình hồi bé phải mua một cái băng game GBA hết 70.000 đấy. Mỗi lần tiết kiệm mãi mấy tháng mới mua được băng game Pokemon phải để chơi ở trên cái máy GBA mà hồi cái máy đấy thì rất là đắt. Mà bây giờ thì trên cái máy này có vài trăm nghìn là chúng ta có thể cóp vào để chúng ta chơi được rồi. Đấy, cái này chỉ có để mình nhớ lại tuổi thơ đấy thôi. Chứ còn em thấy thì nó cũng không thể chơi hay bằng được một cái game trên điện thoại bây giờ. Đây, một viên mạch rất là đẹp. Thực sự là một viên mạch rất đẹp. Hiện tại công nghệ ở Trung Quốc bây giờ là sản xuất rất là tốt rồi. Đấy, không còn lại viên mạch rẻ tiền như ngày trước nữa. Đây, một viên mạch rất là đầy đủ và đẹp như này nhá. Để em tháo hết ra xem. Các bạn này, đó, rất là đẹp luôn. Các phím bấm thì đều là nút cao su hết, bảo sao là rất là êm. Nhưng mà cái này nó không giống là khó tìm này. Cái này mà hỏng không biết thay ở đâu. Hỏng nút cao su thì rất là khó mua thay này. Chỉ có chắp vá thôi, mà chắp vá thì không ngon bằng cái việc mà thay nút theo đúng không? Đó, cái mạch được tráng âm ở đấy rất là nhiều, cũng rất là cao cấp. Ở trên mạch thì nó có chip chính là GB1. Cái này chắc chỉ có Trung Quốc à, Trung Quốc sản xuất cái này chắc không thấy được trên cái máy nào. Đó, ngày xưa thì em hay nhớ cái máy chơi game ngoài trước ấy, thì nó là một cái sau đó nhỏ cái nhựa ở đây tròn tròn đây. Còn bây giờ là một cái chip đóng này để cho có thể thay thế sửa chữa giản hơn, lắp ráp đơn giản hơn này. Rất là cao cấp, rất là nhiều linh kiện, rất là cẩn thận đây. Đó. Các bạn nhìn nhá, màn hình này cũng được tháo rời. Màn hình này thay thế rất là dễ. Màn hình này mua 190.000 cái màn hình này, bởi vì là rất là nhiều thiết bị điện tử cầm tay ở Trung Quốc ấy là được sử dụng cái màn hình này, màn hình 2.8 inch này. Đó. Em thấy rất là nhiều thiết bị dùng cái này, máy nghe nhạc này, máy MP5 này, máy chơi game này, rất là nhiều máy sử dụng cái màn hình kiểu như này. Đấy, thế này là có hỏng hóc thì thay thế nó dễ. Ok, một con máy có 300.000, không đáng là tệ, không quá là tệ, nói chung là chơi ok. Kể ra mà nó là cái màn hình hệ điều hành mà nhúng FreeWire nhúng có thể đào ở trên mấy cái trang retro xong vào cài được giống như là con Q90 kia thì ngon. Thì ngon hơn. Đó, đơn giản vậy thôi các bác nhá. Đó thì các bác nào mà đang lăn tăn mua, đang cần một chiếc máy để trở về tuổi thơ nên mua con này mà chơi. Bởi vì con này chơi được GBA chứ không chỉ chơi được nét, mà giá thành cũng rất là rẻ, chỉ có hơn 300.000 thôi nha. Các bác có lên Shopee thôi, đường link em để dưới mô tả nha. Các bác xem clip. Chào hẹn gặp lại các bác. Nếu không muốn mua gì thì cứ comment ở bên dưới nha. Em sẽ mua và review cho các bác xem luôn. Ok, chào các bác nhá.